Chương trình Phụ nữ ngày nay của Sài Gòn TV xin kính chào quý vị. Chương trình này với những chuyên đề liên quan đến phụ nữ từ trong gia đình đến xã hội và đời sống với mong ước được làm một chiếc cầu nối, một diễn đàn để phụ nữ chúng ta chia sẻ tất cả những vấn đề trong cuộc sống, giúp bổ sung kiến thức về chăm sóc bản thân và gia đình, khám phá những bí quyết tạo dựng hạnh phúc trong cuộc sống và có cái nhìn toàn diện hơn để tạo ảnh hưởng rộng rãi trong vai trò của mình trên nhiều lĩnh vực. Và chương trình Phụ nữ ngày nay có một quý nam, đó là luật sư Trần Khánh Hưng, tham gia thường xuyên với chúng tôi, cũng như chị Thái Hà. Mến chào hai chị và anh Hưng. Và thưa quý vị, sau một cuộc hôn nhân thất bại, đây là một cái đề tài mà Hưng Thơ được đề nghị bởi một nữ khán giả, đó là khi mà một cuộc hôn nhân thất bại, việc quyết định có nên đi tiếp bước nữa hay không luôn là một cái mối trăn trở canh cánh trong suy nghĩ của nhiều người. Vì sau một lần lỡ đò, đa số chúng ta không còn ở trong cái trạng thái một mình nữa, mà nhiều khi còn vướng bận con cái, kết quả của cuộc hôn nhân trước đó. Rồi có nhiều người sau khi bước ra khỏi một cuộc hôn nhân đau khổ, họ có cảm giác như vừa thoát khỏi cái được giải thoát, được tự do và không muốn lập gia đình nữa. Rồi có những trường hợp có người phối ngẫu qua đời vì rồi người còn lại không chịu nổi cô đơn của đời sống độc thân, lại muốn tái hôn nhưng lại ái ngại vì sợ phải bước vào những phức tạp của quan hệ mới. Cho nên nhiều người cho rằng bước thêm bước nữa là dại hay khôn. Vậy thì có nên hay không nên bước thêm bước nữa, đó là đề tài của chương trình Phụ nữ ngày nay với chị Thái Hà, luật sư Trần Khánh Hưng và Hương Thơ. Bây giờ cái đầu tiên thì chúng ta sẽ lạm bàn và đào sâu về những cái lý do mà nhiều người e ngại như Hương Thơ trình bày trên đó, thưa chị Thái Hà. Mà Hương Thơ thấy là đàn ông thường thường sau khi một cuộc ly dị đó thì họ lại có khuynh hướng họ lập gia đình nhanh hơn đàn bà. Tại sao vậy chị? Chị có biết không? Chắc cái câu hỏi này thì để luật sư Trần Khánh Hưng trả lời thì chắc là chính xác hơn. Tuy rằng chúng tôi cũng có biết một số những cái nguyên nhân, nhưng mà cái chủ đề ngày hôm nay thì thưa với luật sư và thưa với Hương Thơ và quý khán giả, chúng tôi thiết nghĩ là chắc là chỉ trình bày vấn đề thôi. Còn câu hỏi nên hay không nên thì phải để cho các đương sự ở trong cuộc trả lời, là bởi vì mỗi người một cái hoàn cảnh khác nhau, một cái suy nghĩ khác nhau, một cái kinh nghiệm khác nhau, không ai giống ai cả. Cho nên là nếu mình đưa ra một câu trả lời thì sợ là có tính cách áp đặt đó, cho nên nó không có thực tế. Nhưng mà nếu mà trường hợp mà nói là tại sao quý ông lập gia đình sau khi đổ hôn nhân đổ vỡ nhanh hơn phụ nữ, thì để luật sư Hương trả lời trước thì chúng tôi sẽ xin bổ túc sau nếu mà có cần phải bổ túc thêm. Rất là đơn giản chị Thái Hà và Hương Thơ, tại vì cái pain tolerance là cái sức chịu đựng của đàn ông nó yếu hơn. Vâng, bà. Dạ. Tại vì ngay cả cái chuyện mà kể như là đàn bà đau nặng, mang nặng đẻ đau, thì đàn ông thì không thể nào mà kiểu như tưởng tượng được là phải qua những cái đó. Với lại cái người đàn ông thì có lẽ là không chịu được cái cảnh cô đơn. Họ cần phải có một cái gia đình. Đó, rồi có một người để mà lo lắng, để mà nếu mà không biết nấu ăn như là sư Hưng còn khổ nữa. Không có người lo việc bếp núc. Dạ. Thì và không biết cái này có phải đúng là thống kê hay không, mà ngay cả cái chuyện là khi mà nam nữ đó, thì kể cả đàn ông đàn bà đó, thì thường rằng là khi nếu mà về già về sau này đó, thì nếu mà người đàn ông mất trước thì người đàn bà đó vẫn có thể sống một thời gian một mình. Dạ. Và sống lâu. Nhưng mà ngược lại, nếu là cái người vợ mà mất trước thì thường cái người đàn ông cô độc, và sau đó một thời gian ngắn thì cũng có thể là cũng sẽ không còn nữa. Thì cho thấy rằng là theo cái này là em không biết có phải là thống kê hay không, nhưng em nghĩ rằng là cái sự chịu đựng của người đàn bà Việt Nam thì có lẽ là nó bền bỉ hơn. Tại vì có thể là theo phong tục tập quán, tại vì cái người phụ nữ, cái người mẹ Việt Nam ở trong cái xã hội hồi xưa hay cả bây giờ thì bao giờ cũng một vợ một chồng. Đúng rồi. Và với lại vậy, không có chồng thì mình chuyển cái trọng tâm và những cái tình thương hay là cái lo lắng của mình để mà lo cho con. Đó, thành ra là nó có những cái nhu cầu khác, nó có những cái sự cần thiết khác. Nó làm cho cái người đàn bà phải phấn đấu và phải có cái tinh thần để mà vượt qua những cái buồn của cái sự đổ vỡ hay gì đó. Thì em không biết như vậy thì chị Tha có lại vì thế ý. Chú mới tạo ra bà Eva cách Adam không ạ? Xin phép để bổ túc thêm với lại luật sư Hưng, chúng tôi đồng ý hoàn toàn ở chỗ là người đàn ông chịu cô đơn ít kém hơn là người phụ nữ.
Thứ hai nữa là cũng ít có cái vấn đề mà thứ tự ở trong gia đình, cái sự mà ổn định trong gia đình, những cái lặt vặt săn sóc làm sao để mình có thể có một cái đời sống nó nề nếp đó. Nhưng mà tôi cho cái lý do lớn hơn nữa đó là cái người phụ nữ sau một cái lần đổ vỡ đó, thì bản chất của một người đàn bà và một người mẹ, chúng tôi lo sợ nhiều cho hơn con. Và bên cạnh đó có tình thương con cái cũng có lẽ cũng chi tiết hơn là người chồng. Và chúng tôi không có nhìn một cái người bạn đời chỉ là một người bạn đời, mà còn là một người cha của những đứa con của mình. Thế cho nên là những cái tiêu chuẩn để mà tìm kiếm cái người thứ hai đó nó khó khăn hơn, và nó đòi hỏi những cái suy nghĩ chín chắn hơn. Mà căn bản nhất là tôi đồng ý với luật sư hoàn toàn là do cái bản chất của người đàn bà chịu đựng nhiều, và mình sống mình gắn liền với con cái và những cái giá trị tinh thần, ngay cả những cái tình cảm bây giờ không còn nữa, nhưng mà một thời nó để lại cho mình những cái dấu ấn á. Thành ra người đàn bà chịu đựng lâu hơn cho đến khi tìm được một đối tượng thực sự. Còn nếu mà do nhu cầu đó, thì luật sư nói đúng ông anh, tôi có một người anh ruột đó, anh cứ đuổi theo những mối tình rất là nhanh chóng. Hỏi tại sao anh không thể chậm chân lại một tí để mà tìm cái người nào thực sự mà thực phù hợp với mình. Thì ông bảo ông buồn lắm. Lúc nào phải có một cái tiếng nói ở bên cạnh mình, một người bên cạnh mình, rồi đến đâu thì đến, đại khái như vậy. Có lẽ là cái vấn đề nói là ít trách nhiệm thì không phải như thế, bởi vì họ phải trả giá những việc họ làm. Thế nhưng mà cái nhu cầu. Và thường thường trong xã hội ngày nay, trong các cuộc ly dị thì đa số người phụ nữ được cái quyền nuôi con, đa số thì tùy theo trường hợp. Rồi khi mà có con riêng thì họ cũng Hương Thơ nghĩ rằng sau khi mà ly dị họ cũng muốn tìm một chỗ tự nương. Nhưng mà nếu mà họ trải qua một cái cuộc hôn nhân đau khổ và bị hành hạ, hay chồng bị gọi là abuse trong gia đình đó, thì họ hay những vấn đề khác trong xã hội như nghiện ngập rồi cờ bạc, thì họ giống như con chim sợ gọi là cành cây cong được vậy. Nên họ ghét đàn ông, rồi họ không can đảm để bước thêm bước nữa. Vì nhiều người họ nói thôi vậy, cứ sống một đời sống mẹ single mom, người mẹ đơn thân nuôi con. Rồi nhiều khi có con gái lại sợ lấy chồng kế mà có máu 35 không có được đàng hoàng thì còn sợ nữa. Đó là Hương thấy tâm lý của nhiều người bạn gái có con gái của tuổi cặp kê, tuổi teenager, rất là sợ. Rồi bây giờ mình nói tại sao người có nhiều người đàn ông lại không muốn tái hôn liền, không, nhiều khi muốn đi điên thôi, muốn hò hẹn thôi, làm tình nhân thôi chứ không muốn lập gia đình. Chắc chắn đó liên quan đến vấn đề luật pháp, phải, thưa luật sư Hương, vì vấn đề cấp dưỡng con cái rồi vợ cũ, rồi nếu lấy càng lấy nhiều vợ thì họ cũng càng phải cấp dưỡng nếu họ làm lương cao hơn, phải không ạ? Hưng Thơ nói thì đúng một phần, nhưng mà nếu mà cả nhà lấy nhiều vợ đó thì càng về sau thì cái tiền cấp dưỡng nó lại càng ít đi chứ. Tại vì cái nồi cơm nó chỉ có nhiêu đó thôi. Thành thử ra có lẽ là qua đến lần thứ năm thứ sáu thì ông không còn dạ gì cả. Tại vì bây giờ có mất tiền cấp dưỡng thì cũng chả là bao. Nhưng mà bây giờ trả lại cái câu hỏi thì cái người đàn ông đó thì có thể là sau cái lần đổ vỡ và nhiều khi thì họ sẽ cẩn thận hơn, hoặc là như là Thương Thơ nói đó, bởi vì họ sợ về vấn đề cấp dưỡng cho vợ chồng, cấp dưỡng cho con cái, họ sợ trách nhiệm chia gia tài thí dụ chẳng hạn như vậy. Thành thử ra, nhưng mà khó nói, là cũng như là em rất đồng ý với lại chị Thái Hà là đây là chỉ mình nêu ra những vấn đề thôi, còn cái chuyện mà kể như là đúng hay phải hay là quyết định thế nào thì nó tùy theo trường hợp và tùy trường hợp đó. Nhưng nếu mà mình quyết định mình đi thêm bước nữa thì mình nên kể như là không có sự ngần ngại, là bởi vì mình không phải là bởi vì cái chuyện là hôn nhân đầu tiên của mình nó đổ vỡ, mà mình cảm thấy là mình sẽ giống như là đến bước cái với hôn nhân thứ nhì mình bước một cái bước rất là e dè, hay là mình lo mình bước bảo vệ lô thay vì bước tăng chính xác. Thành ra là mình, nếu mà mình đến với nhau với tất cả đó là wholeheartedly đó, mình thì và tình yêu thì dĩ nhiên rằng là khi mà muốn cho cái tình yêu hay là cái hôn nhân nó thành công thì nó cần phải một cái sự nỗ lực từ cả hai phía để mà như là một cái cây non, mình phải nuôi sới cho nó, nuôi dưỡng cho nó để cho nó trưởng thành, chứ không thể nào mình đặt trọng tâm đó là đó là phải là trách nhiệm người đàn ông hay là cái trách nhiệm của người vợ phải làm thế này thế nọ. Thì cái đó là cái là gọi là cái thiện ý của Hưng. Một lát nữa đây mình sẽ nói thêm về có những cái
cố vấn từ các chuyên gia tâm lý, tại sao mình có thể làm cuộc hôn nhân thứ hai hạnh phúc hay thứ ba hạnh phúc hơn, hôn nhân đầu tiên đổ vỡ. Thì bây giờ mình sẽ nói về những cái nguyên nhân, lý do, yếu tố làm sao mà đưa đến những cái cuộc hôn nhân bước thêm bước nữa mà nó không được hạnh phúc, để cho mình biết làm sao để mình tránh. Đó là dựa theo kinh nghiệm cũng như là những cái người quen hay là những câu chuyện mà mình đã đọc được trên báo chí. Chúng tôi sẽ trở lại với phần 2 để nói về cái đề tài này, về vấn đề bước thêm bước nữa là có điều nên hay không nên, hay là mình làm thế nào để một cái bước đi nó chững chạc, vững vàng và tìm đến bến bờ hạnh phúc hơn. Xin quý vị tiếp tục theo dõi sau vài thông tin thương mại.